biểu tình diễn ra tại vùng Kashmir của Ấn Độ vì bộ phim bài xích Hồi giáo, tin từ Srinagar. Người biểu tình đã xuống đường tại khu vực thung lũng thuộc tỉnh Jammu và Kashmir vì tức giận với bộ phim mà họ nói là đã lăng mạ đấng tiên tri Mohammed. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu và đốt cờ Hoa Kỳ khi họ tuần hành qua thành phố chính Srinagar của Kashmir. Một nhóm luật sư thuộc Hiệp hội Luật sư Kashmir cho biết họ sẽ đình công để thể hiện sự phản đối. Trước đó, giáo chủ Hồi giáo Bashiruddin Ahmad là nhân vật có tiếng tăm trong khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, kêu gọi người Hoa Kỳ rời khỏi khu vực Hy Mã Lạp Sơn và cảnh báo rằng tình trạng căng thẳng leo thang liên quan đến cuốn phim chống Hồi giáo có thể khiến cho họ bị nguy hiểm. Ông Ahmed nói rằng cuốn phim đã làm tổn thương tình cảm của người Hồi giáo. Ông bày tỏ tình đoàn kết với người biểu tình trên thế giới và nói rằng Hoa Kỳ nên thận trọng khi cho trình chiếu những cuốn phim có thể xúc phạm Hồi giáo.